Chào các bạn, video này mình giới thiệu đến các bạn là cái nguyên nhân gây xoăn lá trên cây cam đường. Nó có hai nguyên nhân gây xoăn lá. Nguyên nhân đầu tiên là do nhện gây hại, hay còn gọi là nhện nông nhung, chích hút ở những cái lá lon làm cho lá lon xoăn teo lại. Nguyên nhân thứ hai là do dẹp, một số giống dẹp như là dẹp sáp, dẹp vừng, dẹp xanh chích hút trên lá lon gây cho lá lon xoăn. Thì cách nhận biết, chúng ta sẽ vạch lá, chúng ta nhìn như cây cam này là không bị dẹp gây hại, vì không có dẹp các bạn, thì chúng ta sẽ đoán ngay đó chính là nhện gây hại, đó chính là nhện nông nhung. Cách nhận biết con nhện nông nhung này thì chúng ta sẽ bắt gặp những con nhện nó có màu trắng sữa này, màu xanh hoặc là màu nâu đen, nó đậu ở trên cây các bạn. Đó chính là nhện nông nhung. Thì các bạn gặp bất cứ một con nhện nào nó đậu ở trên cây cam hoặc cây quýt, đó chính là nhện nông nhung các bạn nhé. Thì chúng ta bắt những con nhện đó và chúng ta tiêu diệt các bạn, tránh lây lan cho cây trồng khác các bạn. Vì giống nhện này nó bùa rất là nhanh, nó có thể chích hút cây này, sau đó nó chích hút sang cây khác. Nhiều người sẽ lầm tưởng là cái con nhện này nó có lợi, nó sẽ giúp tiêu diệt côn trùng gây hại cho cây cam, nhưng mà thực chất là nó là động vật chích hút rất nguy hiểm các bạn nhé. Từ con non cho đến con trưởng thành nó cũng chích hút ở những cái lá lon các bạn, làm cho lá lon xoăn lại rồi rụng, cây không phát triển được. Cách khắc phục cái hiện tượng này thì các bạn vạch lá, nhất là mặt lá đằng sau này các bạn. Gặp bất cứ một con nhện nào các bạn bắt giết đi cho mình nhé. Các bạn bắt bằng được, tránh nó lại bò lên nó lại gây hại. Phòng thì chúng ta có thể phòng bằng cách là chúng ta phun một lớp thuốc trên mặt đất này, nó sẽ ẩn mình ở dưới những dưới đất này các bạn, nó sẽ bò lên cây này. Và những cái ngọn mà nó bị lá lon xoăn lại như này, các bạn có thể cắt bỏ. Các bạn để cũng được, các bạn muốn đẹp thì các bạn cắt bỏ. Các bạn để những cái lộc khác nó phát triển lên, nó sẽ đẹp, cây sẽ khỏe mạnh hơn các bạn. Video mình giới thiệu đến các bạn là cái hiện tượng xoăn lá do nhện gây hại trên cây cam đường. Đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì like, đăng ký, nhấn chuông ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.